Hello, xin chào tất cả anh em nhé. Hôm nay mình lại test thử cái thanh kẹp để uốn kéo cữ. Hôm nay mình sẽ uốn thử cái gã viền loại thẳng kiểu cánh buồm. Thì sau đây mình sẽ test thử cho anh em xem. Rồi, ok. Vâng, tiếp theo. Ok. Sau khi chúng ta uốn được bẻ tay vào được cái này rồi nhá, là mình tiếp tục bẻ miệng giá. Đấy. Tất cả chỉ dùng thanh kẹp thôi. Đấy rồi. Ok. Sau khi bẻ gập cái này, chúng ta lại dùng tiếp tục cái thanh này. Đấy, bẻ hấp miệng giá. Quay làm chậm chậm để cho mọi người xem. Đấy, đồng này ok. Đây ta sẽ dùng tay. Đấy, bó vào. Đây là thành miệng giá này. Dùng lại chính cái cán chui này. Chúng ta miết bẻ này. Đó. Bẻ giá. Lại dùng cái thanh kẹp này để uốn bẻ không biết đâu. Vâng thưa các bạn, đây là xong, đã xong được một cái giá kiểu hình cánh buồm chỉ bằng cái thanh kẹp thôi. Xin cảm ơn.